Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long Khanh xin trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Và xin được gửi lời chào tái ngộ đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin chào Ngọc Khanh, xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý khán giả, hôm nay Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh xin được chia sẻ về cái đề tài rất là thân thuộc và rất là phổ biến trong cuộc sống thường ngày chúng ta là bệnh đau đầu. Yes. Yeah. Thì thường thường là chúng ta nói đau đầu ở đây là Ngọc Khanh thấy hay đau ở phía trước, đau thái dương. Yes. Nhưng mà Ngọc Khanh biết rằng là còn có những cái loại đau đầu khác nữa, đúng không thưa bác sĩ? Đúng như vậy Ngọc Khanh. Và thưa quý vị khán giả, thì đề tài hôm nay là đề tài về thưa quý vị là về nhức đầu. Thì tất nhiên là như Ngọc Khanh vừa nói là nhức đầu rất là phổ biến. Yeah. Đúng không? Là ai cũng biết về nhức đầu. Nhưng mà từ năm cuối năm 2019 cho tới ngày hôm nay thưa quý vị, thì mỗi năm họ có những cái sự tân tiến, những cái khám phá mới, những cái phương pháp để chữa nhức đầu nó tuyệt vời và nó thành quả hơn. Yeah. Nó hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn thưa quý vị. Cho nên nó là mình muốn chia sẻ về quý vị với cái thuốc mới của mấy năm về sau này. Nhưng mà trước hết thì mình cũng muốn nói qua những loại nhức đầu nào là trong ngành y khoa họ đề cập tới. Và còn cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ với quý vị những cái thuốc mới cho các loại nhức đầu, cho loại migraine headache thưa quý vị. Dạ. Yeah. Thì ví dụ giống như là Ngọc Khanh đi, không có đi học giống như bác sĩ. Dạ. Yeah. Thì khi mà nói đến đau đầu thì Ngọc Khanh nghĩ là đau đầu thông thường thôi. Dạ. Yeah. Ngọc Khanh biết là có những cái đau đầu thông thường và đau đầu ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà nếu mà nói đau đầu thông thường thì trong đầu Ngọc Khanh nghĩ chỉ có Tylenol hay Ibuprofen gì đó rồi thôi. Yes. Yeah, nhưng mà nếu mà phải liệt kê ra bao nhiêu loại đau đầu vì những nguyên nhân gì thì Ngọc Khanh nghĩ chắc phải gần 10 ngón tay mình hả? Đúng như vậy Ngọc Khanh, yes. Đúng như vậy. Thì mình nói về nhức đầu trước đi. Dạ. Yeah. Ha. Dạ. Yeah. Ok, thì thưa quý vị, cái đầu tiên mình muốn nói với quý vị là gọi là cái tension headache. Thì có thể cái tension headache là một cái nhức đầu rất là thông thường, như Khanh vừa nói, khi mình căng thẳng, mình lo lắng, mình làm việc, mình bận rộn, đâm ra cái mình phải suy nghĩ, lo lắng đủ thứ quý vị, thì nó làm cho bị nhức đầu. Yeah. Hay là mình hay nghe cái câu thường, cái là cái này nhức đầu quá, bực bội khó chịu nhức đầu quá. Thì cái đó là cái mà mình nghe chữ bực bội khó chịu nhức đầu nhiều việc quá là cái là thường thường là tension headache. Là mình thấy đau phía trước. Yes, tension là thưa quý vị là nếu mà dịch hẳn ở tiếng Việt tức là tension, tức là sự căng thẳng. Thì cái căng thẳng này quý vị khi họ nói nó sẽ có hai mặt, thứ nhất là công việc căng thẳng hay cái vấn đề căng thẳng. Nhưng mà khi căng thẳng thì cái bắp thịt ở cái đầu mình nó bị co thắt lại. Yeah. Thì nó là liên quan đến vấn đề muscle, bắp thịt, cơ. Yeah. Bắp. Cho nên Mỹ nó hay tả là một cái tight band, như là ai lấy một cái sợi dây mà họ quấn chung quanh đầu mình siết lại. Yeah. Siết cái đầu lại. Mm. Yeah. Đúng như ai nhớ ngày xưa có cái phim này, có cái con khỉ cái gì chú bắt tới hả, cái gì á, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thì vị đó bị đeo cái dòng kim cô lên nên bị đau thắt chặt lên. Yeah. Yeah. Thì đó y hệt như vậy, exactly như vậy thưa quý vị. Yeah. Thì cái vòng kim cô đó đó là khi mà nó siết một cái là mình cầu lại cả cái đầu nó siết lại, nó đau, đó là tension headache. Yeah. Exactly. Yeah. Như vậy là cái đó là cái đau đầu thông thường mà chúng ta hay bị. Thông thường. Cho nên thì cái vị nào mà đau đầu thông thường lại đó thì rất là đơn giản là nhiều khi mình uống những cái viên thuốc như là ibuprofen. Yeah. Hay là Tylenol, hay là nhiều khi thậm chí cái vị ngồi relax, ngồi thư giãn, hay là xoa bóp bôi dầu gió xanh vô. Dạ, Ngọc Khanh là lấy dầu phân diệp xong rồi xoa ngay chỗ vào thái dương. Yeah. Từ từ thấy cũng đỡ. Là thấy đỡ đúng không ạ? Yeah. Thì quý vị, nếu mà quý vị quan sát, thường thường nếu mà học trong ngành y thì tất nhiên mình phải học những cái bộ xương và những cái đầu lâu. Yeah. Cho nên quý vị mà có thể hình dung cái hình của một cái đầu lâu á, quý vị sẽ thấy, hay một người ốm đói đi, mình sẽ thấy đó là hai bên thái dương nó top lại, nó hõm vô. Yeah. Những người mà ốm đói đó, nó hõm vô và cái gò má nó rơ ra. Mm. Thì đó chứng tỏ cái điều đó là chung quanh cái đầu của mình nó rất là nhiều bắp thịt. Yeah. Khi mình thấy ai mà cái đầu nó tròn, tức là đa số là bắp thịt không à. Yeah. Cho nên thường thường cái đau đó là đau của cái bên ngoài. Mm. Không phải ở trong cái sọ mình. Yeah. Yeah. Đó là tension headache. Mm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất. Thưa quý vị, cái thứ nhì là một cái nó gọi là cluster headache. Cái này cũng ít khi thấy. Yeah. Nhưng mà thông thường cái loại này quý vị, nếu mà dịch cái tiếng Việt thì là cluster là một chùm. Dạ, nó đau từng chùm. Từng chùm. Thì cái đó, một cái chùm đó là cluster nằm thường thường sau cái đầu mình. Cái đó thông thường là ở trong người phái nam.
cái đau đó đó nó cũng bởi thông thường nó vô cùng một cái giờ trong ngày. À, ví dụ như là có thể cái vị sẽ đau đằng sau đầu này, ngày nào cũng đau hết, cho như là 5 giờ chiều đi, cái đúng giờ tới giờ là nó đau, mà đau khủng khiếp, đau cũng muốn chết lên được cái vị, thì cái đó là một cái đau rất là nặng, khi mình cũng muốn chạy vào cấp cứu đó, vì không biết là cái gì hết. Dạ đúng rồi, tại vì cách đây mấy năm đồng nghiệp của Ngọc Khanh xin phép nghỉ giữa ngày là tại vì đau khủng khiếp. Đi vào phòng cấp cứu thì bác sĩ kết luận là bị cluster headache. Xong rồi bạn đó về và nói rằng là chị ơi, bây giờ em mới biết thêm một cái term, một cái thuật ngữ về đau đầu gọi là cluster, mà bác sĩ đã nói là đau nguyên một cụm giống như một cái chùm nho vậy đó. Xong rồi bạn nói là trời ơi, thôi đau kiểu gì không cần biết. Nhưng mà nói là cái đó là đau đặc trưng của cái đau đó mà không phải ảnh hưởng tới tính mạng là em ok. Nhưng mà bây giờ em biết em bị đau đó thì em phải có thuốc rồi, em không cần phải chạy vô phòng cấp cứu nữa. Và đó là cái lần đầu tiên mà Ngọc Khanh biết được cái chữ cluster headache. Là đau như một cụm như vậy đó. Một cụm như vậy. Sometimes đôi khi quý vị nó cũng có cái gọi là cái trigger, gần giống như migraine đó, nó cũng có một cái trigger. Có thể là mùi thuốc lá, có thể là ai ăn phải một cái gì, nó cũng khó biết lắm. Nhưng mà thông thường cái cách, cái kiểu đau nó một chùm, một cụm như vậy đó là cluster headache. So mình nói tới cái chữ trigger ở đây có nghĩa là mình nói phải có cái gì đó nó làm tác nhân, nó làm cho cái nó là nguyên nhân làm cho cái bệnh đó nó tự nhiên nó xuất hiện ra. Nhưng mà họ vẫn không biết là tại sao bị cái đó, nhưng mà khi kiếm ra cái nguyên nhân hay là cái lý do mà cái tác động tới đó khó kiếm lắm. Không có dễ. Rồi thì mình đã có cái headache thứ hai. Vâng. Rồi headache thứ ba là ví dụ hôm nay là trời lạnh, trời mưa. Hay là đây cũng là mùa xuân thì nhiều khi quý vị thấy hoa phấn này nọ rồi người ta bị cái xoang của họ đó. Thưa quý vị, cái xoang đó là tại vì nó có mấy cái. Mình có cái gọi là cái xoang mũi, mà hay nghe tới xoang mũi. Hay nghe tới xoang bướm là trong của hai cái gò má mình. Và có thể cái xoang trán là hai trên trán này. Thưa quý vị, F-moy có một cái xoang đằng sau cái mũi nữa. Nhưng mà quý vị, cái xoang nó đúng ra đó là khi quý vị nhìn một cái bộ xương của cái đầu lâu. Một cái ví dụ thì mình sẽ thấy đó là trong cái sọ mình á, nó có những cái điểm mà nó rỗng, nó hỗng. Thì cái đó nó gọi là cái xoang, mình hay nói như cái hang đi, trong cái bộ xương mình. Thì cái đó là theo mình hiểu là trời sinh ra để nó tạo độ vang. Thì cái vị nói chuyện, cái vị nghe âm thanh á, cũng nhờ những cái xoang này là quý vị phải xác định được là cái vị trí của mình ở đâu. Đó, thì cái xoang nó có cái nhiệm vụ đó quý vị. Mà trong cái xoang của mình á, nó giống như cái miệng của mình á, nó có những cái tế bào mềm, nó tạo những cái dịch, những cái nước. Và đều nó phải có cái lối thoát. Thì ở xoang mũi hay xoang trán hay xoang này nó đều đi qua cái hõm mũi mình, nó vô miệng. Đó, thì khi cái xoang nó bị sưng hay nó bị chận lại đó, nó bị bí. Cho nên cái vị nào mà bị viêm xoang nè, hay là gặp trời dị ứng, nó sản xuất nhiều cái dịch quá, thì nó bị ra không kịp, nó bị đọng lại, hay là khi nó bị viêm là nó bị vi trùng, hay là nó bị thối, thì cái xoang đó đến mùi nó hôi, thì khi nó gọi là thối xoang. Nhưng mà cái đó làm cho nhức đầu khủng khiếp luôn. Nên nó gọi là cái từ gọi là sinus headache. Nhức đầu liên quan đến cái xoang. Ngọc Khanh cũng thấy có những người bệnh nhân là họ kêu là họ bị viêm xoang kinh niên. Nhưng mà cái lần đầu tiên á, mà cái xoang á là làm cho họ nhức đầu mà họ chạy vô phòng cấp cứu đó, thì người ta nói là ô, cái xoang này nó viêm dữ lắm rồi. Cũng may là chạy vô phòng cấp cứu thì cái đó là được cứu kịp thời. Mà nhưng mà họ nói là họ có cảm thấy được cái xoang ở dưới đó là nó viêm tới mức làm cho cái mặt họ hơi sưng lên, mà họ đau cái đầu kinh khủng lắm. Mà lúc đó họ không nghĩ là tại cái xoang. Họ chỉ nghĩ rằng là đau đầu vì lý do gì khác. Nhưng mà đến khi phòng cấp cứu kết luận cái đau đầu này xuất phát từ cái xoang, nó đang bị viêm nặng, mà cũng may là phát hiện kịp thời. Thì nói đến khắp phát hiện kịp thời thì giống như là kỳ trước, cách đây khoảng một tháng trước, cũng có một vị cô ấy tới, cô ấy bảo cô nhức đầu quá, cô gọi là hơn một ngày chịu không nổi, rất là đau. Cô bảo nó đau cô không tả được, nếu mà nói 10 trên 10 thì có nó là 11 trên 10 luôn. Cô ôm cái trán này, ôm cái gò má hai chỗ này luôn. Cái mệt hoài cô thì cô tả nó rất là bí, nó muốn bẻ mà nó không có bẻ ra được. Thì mình mới có luôn từ trong phòng khám có cái tấm hình của cái bộ xoang của trán và mặt á, thì mình chỉ cho cô coi cái tấm hình đó. Thì mình nói cô là mình chẩn đoán là như vậy. Thì mình cũng cho cô mấy cái thuốc nhức đầu, thì mình lại dùng cái thuốc
antihistamine, yeah, tức là Sudafed, yeah, tất cả những cái thuốc để nó giảm đi sự sản xuất của cái dịch trong cái xoang, giảm cái áp suất ở đó đó, yeah, giảm cái dịch, cái lực lên, phải không? Không, nó giảm cái sản xuất của, yeah, cái dịch, yeah, thì cái dịch mình nó cứ sản xuất nó, mình cái tuyến nước bọt nó cứ làm ra, mm, thì cái tuyến trong cái xoang mình nó cứ đẩy những cái nước trong đó ra, yeah, đó là cái bộ phận bình thường của nó, yeah, nó cứ đẩy những cái nước ra, thì mình cho cô cái thuốc cho người nó khô lại, yeah, nên nó chậm lại, mm, nó chậm sản xuất, yeah, cộng với lại tức là antihistamine cộng với thuốc sản xuất là Sudafed, yeah, xong rồi mình với thuốc dị ứng, xong rồi với tới cái thuốc nhức đầu hay với thuốc chịu sinh, yeah, thì cái nhức đầu này là thuốc cũng bình thường thôi, là thuốc đau nhức bình thường thôi, các bạn là ibuprofen thôi, yeah, cũng đâu có gì nhiều, naproxen thì cho cô uống, xong rồi mình mới nói cô là phải đi chụp hình cái xoang và phải đi qua bác sĩ tai mũi họng, tại vì có thể là nếu mà những cái xoang này đôi khi người ta phải giải phẫu, người ta phải, đúng là mình nói quý vị là cái xoang này, cái hang mà nó có lối ra lối vô, yeah, lối ra lối vô nó bị chặn thì là nó không có thoát được, yeah, đôi khi bác sĩ tai mũi họng họ phải vô, họ phải phá, họ phải gọi là giải phẫu đó, yeah, thông cái xoang thì nó mới chảy ra được, yeah, thì mình làm cái giới thiệu cho cô á, nhưng mà đêm hôm đó cô chịu không được, cô chạy vào phòng cấp cứu, yeah, thì họ chụp cái CAT scan thì họ xác định được là đó là cái xoang, thì họ cho đi về tại vì thuốc đã có hết rồi, yeah, nên vẫn phải đợi ngày để đi gặp bác sĩ chuyên khoa để mà đi thông. Nhưng mà mình cảm thấy an tâm hơn chút, ít ra là mình biết là cái đó là đến từ cái xoang, yeah, và cái này vẫn còn đủ thời gian để mình gặp người bác sĩ chuyên khoa để điều trị. Đúng như vậy. Và yeah, cái, yeah, đó là cái mà giống như cái quan trọng ở đây là cô cảm thấy là có thể có một cái nguyên nhân gì khác nó nguy hiểm đến tính mạng, tại đau đầu mà, yeah, nó cực kỳ quan trọng, yeah, nhưng và giống như bác sĩ nói đâu có ai ngờ, thấy không, chỉ là cái viêm xoang mà nó, yeah, làm đau đầu khủng khiếp như vậy, yeah, thì cũng đúng, nhưng mà thật sự ra thì cô ấy yên tâm cũng là cái đúng, mà đôi khi cái mình cũng nghĩ là không có cái gì là sai hết khi cô vô phòng cấp cứu, yeah, nhưng mà tại vì nó có những cái nhức đầu giống như mình nói cậu Khang ấy, là cái cluster headache là nó nằm sau này, nó vô đúng giờ, nó đau mình nửa đầu ở bên mắt, thì cái người bác sĩ họ sẽ biết ồ cái này là cluster, yeah, tuy nhiên là không thể nào 100% hết, đúng, nhưng mà gần như có thể là 90% là có thể họ đúng, yeah, thì đôi khi nếu mà cô chạy vào phòng cấp cứu thì cũng được, đôi khi cũng mất thời gian, nhưng mà yên tâm hơn, yeah, nhưng để cảm thấy an tâm, yeah, nhưng, yeah, mà nếu mà mình biết thì mình đôi khi cũng đỡ mất công chạy vào phòng cấp cứu thôi quý vị, yeah. Thì cái đó là người bệnh nhân thì họ cũng không có thể họ xác định được, nhưng mà nếu mà mình càng ngày mình biết, như mình nói như hôm nay nè, uh-huh, mình biết, mình hiểu được hơn thì đôi khi đỡ bất công, yeah, yeah, nên là mình sẽ đỡ lo lắng hơn, đỡ lo lắng, dạ, yeah, yeah, vậy là chúng ta có ba cái đau đầu rồi, ba cái đau đầu, còn một cái nữa quý vị, nó gọi là rebound headache, tức là quý vị là người thường xuyên hay nhức đầu và hay uống thuốc nhức đầu, à, nhưng mà khi mình uống thuốc nhức đầu nó có một cái chuyện lạ, đó là nó gọi là overuse, mình càng xài mình càng nhức đầu thêm nữa, nó không hết mà còn nặng hơn nữa, yeah, nó gọi là overuse headache, thì đó là những quý vị nào mà khi mình nói chuyện mà hỏi họ thì họ trình bày bao nhiêu thuốc đau cho mình coi, yeah, thì có thể đó là một cái mình phải hướng dẫn họ là chắc là từ từ mình phải giảm cái thuốc lại, rồi ngay thì hơi khó chịu lắm, nhưng mà mình nói là có một cái vị này ví dụ cho quý vị nghe là cô ta bị nhức đầu, yeah, rất là lâu dài, lâu năm, tới mức mà cô phải dùng tới cái mức mà dùng morphine đó, yeah, cái vị nghe tới morphine là một loại thuốc áp phiện rất là mạnh rồi, nhưng mà không dùng morphine, cô còn có cái implant, tức là có cái máy bơm morphine đặt ở trong bụng nữa, yeah, để mà lúc nào nó cũng điều tiết morphine ra, yeah, để cô cần có bấm thêm nó ra thêm nữa, yeah, tới cái mức mà cái thuốc không còn hiệu quả nữa, mà đau thì vẫn đau, yeah, thuốc thì không có hiệu quả, và nếu mà bơm nhiều quá thuốc thì áp huyết bị đi xuống, lại có những cái vấn đề khác, yeah, thì còn cái con đường cùng cuối cùng là nó cô lại phải ngưng cái thuốc đó, yeah, cô phải tin là khi ngưng thuốc qua một thời gian thì tự nhiên cái cơn đau lúc đó nó nghe rất là sợ, nhưng mà khi mà cô ngưng qua một thời gian á thì tự nhiên cái đau nó sẽ bớt đi, yeah, và khi cô dùng lại một chút xíu thuốc thôi nó lại hiệu quả lại, yeah, yeah, tức là giống như mình bị lờn thuốc á, yeah, mà tại cái giống như bác sĩ nói cái vấn đề của cổ á, từ đầu là cái đau đầu nó tái đi tái lại, yeah, nó tạo ra một cái tâm lý là phải có thuốc để cho cổ đỡ đau đầu, nhưng mà khi cổ càng dùng thì bắt đầu cái đau đầu của cổ, cô cảm thấy nó vẫn không có đủ đô để giúp cho cổ. Đúng như vậy. Thì nó lại đi theo cái dòng lẫn quẩn là phải dùng nhiều thuốc thì mới đỡ đau đầu. Yeah. Mà không đỡ đau đầu cứ dùng nhiều thuốc lên. Yeah. Uh-huh. Tuy cuối cùng thì con đường cuối cùng vẫn phải ngưng thuốc thôi. Tại vì không có thể nào mà tăng thêm cái đô nữa rồi. Yeah, yeah. Coi là hết đường đi rồi. Yeah. Yeah, mà với cái câu chuyện đó là rõ ràng hết đường đi thật, là yeah, phải bắt đầu từ đầu. Yeah.
Rồi vậy là mình có bốn cái đau đầu. À vâng. Còn thưa quý vị, còn một cái nữa là cái nó gọi là cái hormonal headache, tức là hormone, tức là hormone trong người đó. Cái đó thì thường thường là các phụ nữ bị. À, nói tiếng Việt mình hay nói nôm na là chữ hormone cho người phụ nữ đó. Yeah, hormone của phụ nữ thì thông thường hormone cho người mình mà nó bị nó gọi là roller coaster, tức là nó lên lên xuống xuống, giống như người người phụ nữ mà có chu kỳ. Thì cái cơ thể, cái hormone nó cũng ảnh hưởng đến cái nhức đầu. Thì cái đó thường thường là những người trẻ cũng bị, những người mà đang mang bầu cũng bị, vì hormone nó cũng thay đổi. Và những người vô cái chu kỳ mãn kinh cũng bị, tức là những cái thời điểm nó thay đổi của hormone mình á, thì là cũng tạo ra cái nhức đầu. Nên liên quan tới cái hormone. Mà cái đó thì là sẽ thường là phụ nữ. Thời phụ nữ thì cái đó thì mình dễ thấy, tại vì nhất là những người mà còn trẻ thì nó vô theo những cái chu kỳ. Cái đúng tháng nào đúng đúng gần đó là có cái nhức đầu. Đúng rồi. Mà nhức đầu kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Để đó là liên quan đến cái hormone, là thêm một cái nữa đúng không quý vị? Còn có một cái nữa. Cái thứ sáu. Cái thứ sáu là những người nào mà uống cái chất caffeine. Caffeine nó nằm trong cà phê. Cacao cũng có chút xíu. Trà cũng có một loại caffeine. Thì những cái, nhưng mà nói chung là nhiều nhất là những cái cà phê hoặc là trà. Thì quý vị nào mà uống những cái đó qua một thời gian thì khi mình tự nhiên mình bớt lại, mình vơi lại thì tiến lên cái cơn nhức đầu. Dạ, cái đó là bác sĩ đang nói Ngọc Khanh đó. Ờ vậy hả? Có nghĩa là thường thường tới khoảng 11 giờ là Ngọc Khanh sẽ xác định phải uống cà phê hay uống trà. Mà hôm nào vì lý do gì đó không kịp mua hay bận chưa kịp uống, trời ơi nó lên cơn đau đầu kinh khủng. Gọi là lúc đó mình mới phát hiện được chết rồi. Chết rồi, mình bị ảnh hưởng với cái cà phê này rồi. Có nghĩa là mình biết tới giờ đó mình không có là bắt đầu lên cơn đau đầu. Có thể như vậy. Ngọc Khanh mình thấy buổi sáng là đi làm cái xe mà hay bị kẹt đường á, là đa số là những cái quán bán cà phê như là Starbucks và nọ đó, là nó đọc một dọc như vậy luôn á. Bây giờ kính thưa quý khán giả, Ngọc Khanh phải xin phép tạm ngưng bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh ở đây, là bởi vì chúng ta phải bước qua phần 2 với một cái loại đau đầu rất là đặc biệt mà bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh muốn chia sẻ ngày hôm nay, cộng với những cái loại thuốc rất là hữu ích cho cái loại đau đầu này. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng với chương trình và chúng tôi sẽ trở lại ngay lập tức.